Cụ thể, số ô tô tịch thu tại hiện trường vụ án Nguyễn Mạnh Hùng biệt danh Hùng Sida, 35 tuổi, trú phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, bắt đầu, xảy ra hồi tháng 3 năm nay tại huyện Đoa có 4 xe hồ số 47A24288, 47K14306, 47A19756, 81A3820 xác minh tại địa phương nhưng chủ chiếm hữu vắng tanh mặt, chuyển đi nơi khác, không xác định được nơi cư trú. Có 15 xe hồ số 47A18792, 47A4085, 18A7985, 81M5009, 48386, 81A13924, 81A8350, 81A13640, 81A11702, 81A15424, 81L2073, 81A311, 81-1151, 79A7199, 47A1287 chưa làm việc được với những người mua lại xe hoặc những người sử dụng xe do mua bán bằng giấy viết tay. Những xe này không thanh lịch tên, không ghi giấy tờ gì nên không có buôn bản tin người mua lại hoặc xác minh tại địa phương vắng tanh mặt nên không mời lên làm việc được. Chân dung kẻ bắt đầu tổ chức tấn công bạc và cướp xe gỗ Hùng Sida. Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi buôn bản báo ai là chủ chiếm hữu, người mua xe, người sử dụng xe, người có liên quan đến các ô tô trên liên hệ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, số laptop 694.329.223, trước ngày 12 tháng 11 năm 2019 để phối hợp giải quyết. Nếu quá thời gian trên, công an tỉnh Gia Lai sẽ xử lý số phương tiện trên theo quy định. Như báo giao buôn bản đã đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2019, nhiều đơn vị của Bộ Công an đột nhiên kích, phát hiện và bắt giữ được khoảng 200 con bạc đang sát phạt nhau tại buôn bản 76, buôn bản Hà Bầu, huyện Đoa. Tang vật thu giữ gồm hơn 450 triệu đồng, hàng chục ô tô các loại, 80 laptop thiết bị cầm tay và nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan. Sau đó vụ án được khởi tố với 96 bị can về các tội tổ chức tấn công bạc và tấn công bạc. Sau khi Bộ Công an bắt sòng bạc cũng ở Gia Lai do Hùng Sida bắt đầu, các lực lượng tính năng phối hợp điều tra quá khứ tội giả của đối tượng này. Ban Nội chính Trung ương cũng đã đề nghị tỉnh ủy Gia Lai chỉ huy làm rõ những ai đã tiếp tay cho Hùng Sida tổ chức cướp lại 5 xe gỗ tang vật. Bắt đầu từ đây, quá khứ tội giả của Hùng Sida mới dần được lật lại, khi tỉnh ủy Gia Lai có công văn gửi Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đề nghị điều tra về buôn bản tin Hùng Sida có thể là chủ mưu trong vụ tổ chức cướp 5 xe gỗ 70 mét khối ở địa bàn huyện Ia Rai Gia Lai, ngày 6 tháng 10 năm 2016. Vụ cướp gỗ tang vật này được công an khởi tố vụ án nhưng không tìm ra đối tượng bắt đầu, chỉ xử lý một số người liên quan. Tháng 7 năm 2019, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã cử lực lượng phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ 8 đối tượng cùng trú tại Gia Lai, gồm Nguyễn Hữu Lộc 1981, Nguyễn Mạnh Tuấn 1981, Đào Đình Kha 1979, Đinh Lê Lai 1984, Lê Trung Nguyên 1984, Lê Minh Đức 1986, Hoàng Minh Hiếu 1981 và Dương Thiếu Hạ 1988. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận Hùng Sida phối hợp với Nguyễn Mạnh Tuấn vận chuyển gỗ nhập lậu từ Campuchia theo đường đi từ huyện Ia Hờ Rai Kon Tum về Gia Lai. Khi nhóm Hùng Sida báo số lượng xe gỗ thì Tuấn cho nhập cùng các xe chở gỗ của một doanh nghiệp lưu buôn bán trên đường nhằm qua mặt cơ quan tính năng. Bằng cách này, nhóm Hùng Sida đã vận chuyển trót lọt 5 xe gỗ trái phép từ Kon Tum về Gia Lai.